này cho mày nè tiểu bim bim. Vô nhà nè tiểu bim bim. Đi vô. Tôi sẽ có cái này cho mày nè bim bim thúi à. Ây da. Đi vô thôi. Để bim bim. Bim bim. Lẹ lên. Lẹ lên. Thôi mất quà đó bim bim. Lẹ lên nhanh lên. Bim 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 bim. Lẹ lên tiểu bim bim. Bim 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 bim. Lẹ lên. Bim ơi. Bim ơi. Nhanh lên. Bim à. Bim. Sao mày đi chậm quá vậy tiểu bim bim? Nhanh lên. Bim. Bim ơi. Lẹ lên. Bim ơi. Bim 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 bim. Lẹ lên, lẹ lên. Thì ok các bạn ơi, đây ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị chế biến một cái món nước mà do các bạn yêu cầu khá là nhiều luôn. Mình biết là các bạn rất là thích luôn, cho nên ngày hôm nay mình sẽ chính thức chế biến món này để thưởng thức cùng bim bim thúi nha các bạn. Đây mình chuẩn bị một cái ly rất là to luôn nè. Ở đây trên bàn mình rất là nhiều topping luôn. Đây là Milo. Thì ngày hôm nay đó mình sẽ làm đó là món Milo đá dầm. À, thì để chế biến cái món Milo đá dầm thì đầu tiên đơn giản chúng ta sẽ chuẩn bị, đây là chân trâu đường đen nè các bạn ơi. Ở trong đây có chân trâu trắng, chân trâu đen và mấy màu xanh xanh là hạt củ năng đó các bạn. Còn đây, đây là bánh bà lăng. Còn đây nữa là mấy cái phần để trang trí này các bạn, này bánh Oreo và bánh kẹp rồi bánh sô-cô-la. Rồi đây nè là sữa ông thọ các bạn. Và nguyên liệu không thể thiếu đó chính là Milo và tiểu bim bim thúi nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cái món nước này thôi. Thì để chế biến cái món nước này thì chúng ta không thể thiếu đó chính là nước đá. Thì đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đập nước đá các bạn. Đây, cái bồng đập nước đá thì mình treo lơ lửng đây nè. À, giờ đúng xa ta sẽ bỏ nước đá vô cái bồng. Chúng ta có thể đập. À, chúng ta sẽ sử dụng 3 cục nha các bạn ơi. Giờ tôi sẽ đập nước đá nha tiểu tử thối bim bim. Bum 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 bum. Thôi làm gì chị bim bim, đừng có sợ mà. Tôi sẽ đập nước đá nha chị bim bim. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ơi đừng có sợ mà chị bim bim. Không sao đâu, tôi không có làm gì chị đâu. Chị đừng lo, tôi không có đập bẹp cái đầu chị đâu. Bum bum bum. Chị đợi tôi chút xíu nha chị bim bim. Hơi hơi hơi. Hơi hơi hơi. Chị xuống qua đây. Hơi 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 hơi. Ôi trời trời trời, chị bim bim. Chị này. Ồ, cái chị nhát gan này. Tôi có làm gì chị đâu chứ. Thôi. Chị bim bim liếm thúi này. Làm ta hụt hơi hả. Em chút đi sẽ có món Milo đá dầm cho chị uống mà bim bim. Ê chị bim bim. Trời ơi chị bỏ mình đi rồi. Sau một thời gian chị bim bim chạy bỏ mình á thì bây giờ mình cũng đã đập nước đá xong rồi nè các bạn ơi. Bim bim cũng đã quay trở về. Ê chị dắt gan này. Đó, tôi đã đập nước đá rồi, chị đừng có lo nữa nghe chị bim bim. Bây giờ tôi sẽ máng cái bồng đập nước đá lên. Đi làm tôi mệt mỏi quá mờ. Đó, ok. Chị làm gì chị gung vậy? Giờ mình sẽ bắt đầu chế biến luôn các bạn. Và đây, nước đá đã có, bim bim đã trở về thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho sữa đặt vào cái ly trà bá lửa của mình. Ồ, hôm nay làm cái ly trà bá này uống cho nó phê nha bim bim. Đó, mình sẽ làm vòng ở đây để tạo kiểu, tạo dáng của cái ly của mình xong rồi nè các bạn. Giờ tiếp theo là sẽ ly của tiểu bim bim nha. Đó, bim bim cũng tạo kiểu tổ dáng với mình luôn nha các bạn. Ồ. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ bỏ 2 muỗng Milo vô trước. Đó, giờ cho bim bim 1 muỗng luôn. Ồn. Ai dù, và tiếp theo đó bây giờ chúng ta sẽ múc chân trâu đường đen kèm các loại thạch luôn nè, bỏ vô ly. Chúng ta cũng tạo kiểu tạo dáng nè. Gãi cái đường đen trên cái thành ly. Và ly của bim bim nữa nha các bạn. Đen. Và bây giờ chúng ta đã đến cái thời khắc rất là quan trọng, chúng ta sẽ múc nước đá bỏ vô ly. Do cái giá mình múc chân trâu đường đen đó các bạn, cho nên múc vô nước đá nó có cái màu nâu nâu rồi nè. Mình không quên còn ly tiểu bim bim nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ múc thêm một muỗng Milo nữa, chúng ta gãi lên mặt. Wow.
rất là phê. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho chân trâu lên một bên. Wow, màu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn ở bên đây mình chuẩn bị bánh Oreo nè. Bây giờ mình sẽ cầm lên nha các bạn. Nó phủ thêm một lớp Milo nữa. Đây các bạn ơi, Milo đá dầm mình đã làm rồi đó. Ý, làm sao mình mới nhớ là mình chưa để bánh lăng vô các bạn ơi. Giờ mình sẽ để vô nha. Thật là hậu đậu quá đi. Bây giờ mình sẽ cho cái bánh lăng lên. Quá là hậu đậu. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì Milo đá dầm của mình đã hoàn thành rồi nè. Trời, cái ống hút này nó dài thòn lòn luôn nè các bạn ơi. Ở đây là ống hút uống trà sữa nha. Trời, chưa gì bớt hết mà mấy cái bánh trang trí của mình nó mềm rượu rồi các bạn ơi. Giờ mình với lại tiểu Bim Bim sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Quá béo luôn á Bim Bim ơi. Thì cái ly của Bim Bim nè các bạn ơi, nó hơi thấp cho nên mình để bánh nó gớt ở dưới đây luôn nè các bạn ơi. Muỗng của Bim Bim nè. Đó, còn đây là muỗng của chị nha Bim Bim. Giờ mình sẽ bắt đầu dầm nó lên nha các bạn. Wow, rất là kẹo luôn Bim Bim ơi. Giờ sẽ dặm lên. Nó hút miếng cái. Wow, nó béo mút chỉ luôn. Wow, phía bên trong này các bạn ơi, nó rất là kẹo luôn á. Giờ mình sẽ dặm lên. Nước nhiều quá mình không dặm được. Quá đã rồi. Giờ mình sẽ dặm được rồi nè các bạn ơi. Nước đá nó đông đặc rồi. Ôi, quá đà đã luôn Bim Bim ơi, rất là kẹo luôn nè các bạn. Sẽ sắn miếng bánh xì lăng. Đây, đây mời các bạn miếng nha. Rất là đã luôn các bạn ơi. Mình sẽ hấp miếng nước nha. Mình sẽ vẽ miếng bánh xì lăng ăn. Đây mời các bạn nha. Wow, rất là béo luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quậy lên nha các bạn. Ở dưới nè, rất là nhiều chân trâu luôn các bạn. Rất là kẹo luôn. Mình sẽ gắp miếng bánh lăng. Xin mời bạn nha. Rất là phê. Bánh nó mềm hết rồi. Cái bánh Oreo nữa. Mình quên để cho Bim Bim. Cho Bim Bim cái bánh Oreo á. Giờ mình sẽ dặm lên. Ở dưới là sữa với Milo rất là nhiều luôn các bạn. Rất là đặc ngọt, thơm bơ luôn. Mình làm rất là kẹo và rất là béo. Chân trâu vừa dẻo vừa thơm vừa dai nữa, quá đã rồi. Cái bánh lăng này là siêu siêu béo luôn các bạn. Mình thấy nó còn ngon hơn trà sữa nữa. Giờ sẽ tới lượt Bim Bim nha các bạn. Sẽ quậy lên Milo nè. Milo nè Bim Bim. Nó kẹo lắm luôn á Bim. Xin mời Bim Bim uống nè, Milo đá dầm. Trời ơi, béo quá Bim Bim. Nó thấy béo quá. Chị ăn Milo đá dầm, trời ơi, té bây giờ nè. Chị làm gì vậy? Nè, chị tự thưởng thức đi. Nè chị Bim Bim. Nè chị thưởng thức Milo đá dầm đi. Ngon không? Ngon rồi chứ về nè, uống đi. Wow, chị tự uống luôn nè các bạn ơi. Nè Bim Bim, Milo rồi có bánh ở trong đây luôn nè. Chị uống miếng này chị tiểu Bim Bim nè. Chị tự uống đi. Nè uống đi chị Bim Bim, trong đây có nước nè. Nè ngon lắm luôn. Trời ơi, chị sợ cái màu đen các bạn ơi. Chị ta là con người không biết thưởng thức. Thôi để tôi tự uống luôn. Chị tự uống luôn đi. Giờ mình sẽ ăn mấy cái thạch nha các bạn. Đây nè, ở trong đây còn miếng bánh lăng nữa nè các bạn ơi. Mời bạn nha. Wow,
Nó siêu béo, siêu ngọt, siêu thơm luôn. Dặn chị Bim Bim ghê các bạn ơi. Chị ta là một con người không biết thưởng thức. Giờ mình sẽ tự thưởng thức một mình luôn nha các bạn. Mời bạn miếng nha, trân châu nha. Cái nước của nó nè các bạn, y chang y chang là gì ta, y chang trà sữa sô-cô-la vậy á. Ngon quá đã luôn. Nhưng mà nó cực kỳ béo. Uống nó phê dữ lắm. Mà nó ngọt quá. Mình để sữa hơi nhiều. Hồi nãy mình để ít sữa lại thì quá ngon rồi. Vậy chị Tiêu Bim Bim, trời ơi nó nhiều chuyện các bạn ơi. Chị Bim Bim ơi, chị ta thấy mẹ mình bên nhà các bạn, nó nhìn coi kìa. Trời ơi nó nhìn muốn gớt cái con mắt nó ra luôn rồi. Trời đất ơi, con đó kìa Bim Bim. Mày thiệt chứ, tiểu Bim Bim ơi, mày tỉnh lại đây. Trời ơi, chị ta làm hay ghê không. Coi kìa. Chị Bim Bim mau, chị Bim Bim ơi. Cái hạt của năng thì nó giòn giòn. Thôi, chị bớt nhiều chuyện đi chị Bim Bim à. Chị nhiều chuyện quá rồi á. Cái món này á, mình thấy nó ngon hơn trà sữa rất là nhiều các bạn ơi. Tại vì nó cực kỳ béo và nó có bánh nữa. Ở dưới quê mình đó thì chưa thấy cái bán cái loại nước này các bạn ơi. Mình tự làm uống không à. Mấy lần trước mình chỉ là ở nhà mình nấu Milo vô mà mình để nước đá uống chứ mình không có làm theo cách này. Cách này là mấy bạn chỉ mình, với lại mình coi theo công thức trên mạng á. Mình thấy cũng khá là đơn giản. Làm ở nhà mình cũng sẽ có được một ly Milo như thế này. Có thơm ngon béo ngậy. Nhưng mà ly này bự quá bạn ơi. Ly này là ly nước mía khổng lồ á. Mình uống xong mình lấy cái ly này lại nè. Mình làm một ly chả bá lửa, uống cho nó phê. Giờ uống chưa được nửa ly nữa mà nó ngán tới cổ họng rồi các bạn ơi. Tại vì nó béo quá. Thôi bây giờ mình sẽ đem vô nhà mình cất để dành từ từ uống nữa các bạn. Uống nhiều quá ngán quá. Uống khủng khiếp ngán luôn. Này là bạn 3 ly trà sữa nhập lợi các bạn ơi. Rất là béo. Này Bim Bim, mày uống miếng nữa đi Bim Bim. Nè. Trời ơi chị ta làm uống công sức mình làm cho chị hả. Giận chị ghê luôn á chị Bim Bim à. Hôm nay thì chị Bixi đi theo cha mình đi ruộng rồi. Cho nên nó không có nhà, thôi mình cũng làm cho nó 1 ly rồi các bạn ơi. Buồn ghê luôn á Bim Bim. Mày ha, tao bắn mày bể bụng bầu nghe Bim Bim. Nó nhiều chuyện các bạn ơi, thấy mẹ mình là nói vậy hả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình với lại tiểu Bim Bim nha. Và nếu các bạn nào yêu quý mình với lại tiểu Bim Bim, rất mong là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với lại tiểu Bim Bim thôi nha. Và bây giờ hai đứa mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you.